Các bạn, hôm nay mình rảnh nói về các bạn một cái trường hợp sử dụng điện trong gia đình nha các bạn. Các bạn thấy rằng là mình đang để hai cái ổ cắm cắm điện, một cái ổ ở bên này thì là mình đã bật công tắc điện lên rồi, bạn thấy đèn sáng rồi, tức là đã có điện vào cái ổ này, nhưng mà bên cái ổ còn lại thì mình chưa bật công tắc kèn, vẫn đang chưa có màu, chưa có sáng, tức là chưa có dòng điện vào, nhưng mà mình thử có điện này, các bạn thấy nhá, hút thử điện sáng rồi. Các bạn thấy cái đèn nháy không? Thì tại sao lại như vậy? Thì là do là các thiết bị điện này á, cái hai cái dây thì bây giờ cái chân mình cắm vào cái ổ đó, cái phần điện này, ổ điện này mình đã cắm ngược chân, nên là cái cấu tạo của cái ổ điện này nó đang lối mạch, cái phần mạch mạch dây lõm nó đang lối lại với nhau, nên là khi mình cắm ngược cái là tự nhiên là cả hai dây nó thành dây lõm luôn, nên là lúc này bút của điện có. Nhưng nếu mà mình bật công tắc điện lên thì về trạng thái bình thường nhá, tức là trở thành một dây nóng dây lạnh ngay, tức là về trạng thái bình thường, nhưng mà khi mà tắt đi thì là cả hai đều nóng. Thì cái trường hợp này về điện thì các bạn biết rằng là khi mà các bạn chạm vào cái dây mát, cái dây trung hoa trung thế trong trung hòa thì không bị vấn đề gì hết, nhưng mà nếu mà bạn chạm vào dây nóng vào cái chân của bạn, hoặc là cái cơ thể bạn tiếp xúc với một phần nào đó, thì tự nhiên người bạn trở thành một cái dây dẫn điện, nên rất là nguy hiểm. Nên không phải là các bạn dùng điện trong gia đình mà các bạn tắt công tắc rồi mà an toàn nhé các bạn. Nó an toàn trong trường hợp mà cái hệ thống điện của bạn, các bạn cắm đúng cái chiều dây thì mới an toàn, thì lúc đó là cái dây lóng nó bị ngắt nguồn, thì lúc đó là hệ thống an toàn. Còn các bạn cắm ngược, chỉ cần cắm ngược chân thôi, các bạn thấy là bây giờ mình chỉ là mình đổi cái chân cắm này thôi, là nó lại về cái trạng thái bình thường là an toàn. Lưu ý các bạn nhé, bây giờ mình đổi chân, các bạn thấy giờ mình xoay ngược lại nhá, lúc đấy nó đang đây, nó đang chiều này nhá, bây giờ mình xoay ngược lại. Thì bây giờ mình thử ở đây giờ là chưa không chưa bật công tắc nhá, thử này là đèn không sáng nhá. Thì là trường hợp này là cắm đúng rồi, cái ổ cắm cái phần điện bạn đã lối vào cái nguồn điện của bạn là đúng. Còn nếu bạn lối sai thì lúc đấy bạn thấy bạn chỉ cần cắm cái chân, hai cái chân nó xoay chiều khác nhau thôi, là cái mức độ an toàn của hệ thống nó thay đổi hoàn toàn. Bây giờ thì là không có điện, và bây giờ mình mở công tắc lên thì là đúng, một bên dây mát, một bên dây nóng, thấy không? Đó, lưu ý là sử dụng điện trong gia đình, các thiết bị trong gia đình, chỉ cần các bạn cắm cái chân nó sai cái hướng, sai cái chiều thôi là rất là nguy hiểm các bạn.